Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thảo Ly cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lực thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Linh mục Alabama bị hoàn tục sau cuộc hôn nhân dân sự với cô gái 18 tuổi. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Hồng y Fernandez sắp tung ra một tài liệu quan trọng khác. Ký giả Edward Benton của tờ National Catholic Register có trụ sở ở Washington DC có bài tường trình nhan đề Vatican's Doctrinal Office Preparing Very Important Document on Human Dignity, Cardinal Fernandez says. Nghĩa là Hồng y Fernandez cho biết Bộ Giáo lý Đức tin đang chuẩn bị tài liệu rất quan trọng về phẩm giá con người. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thúy Vân. Nhà lãnh đạo cơ quan tín lý của Vatican đã tiết lộ rằng Thánh Bồ của Ngài đang viết một tài liệu rất quan trọng về phẩm giá con người, trong đó có một lời chỉ trích mạnh mẽ về các xu hướng vô đạo đức trong xã hội đương đại. Đức Hồng y Victor Manuel Fernandez, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin của Vatican, nói với hãng thông tấn Tây Ban Nha EFE hôm thứ Sáu rằng tài liệu mới sẽ bao gồm không chỉ các vấn đề xã hội, mà còn cả sự chỉ trích mạnh mẽ các vấn đề đạo đức như phẫu thuật chuyển đổi giới tính, mang thai hộ và ý thức hệ giới tính. Tin tức này xuất hiện vài ngày sau khi Đức Thánh Cha Francisco lên tiếng phản đối việc mang thai hộ, gọi việc làm này là tồi tệ và ủng hộ lệnh cấm toàn cầu. Đức Francisco cũng thường chỉ trích ý thức hệ giới tính, gọi nó là nguy hiểm và một trong những ý thức hệ thực dân nguy hiểm nhất, làm mờ đi sự khác biệt và giá trị của nam giới và phụ nữ. Vào tháng 11 năm 2022, Đức Hồng y người Hà Lan Willem Eijk, một cựu bác sĩ, đã kêu gọi ban hành một thông điệp của Giáo hoàng để chống lại nhân học sai lầm ở trung tâm của ý thức hệ giới tính. Ngài nói trong một cuộc phỏng vấn, ý thức hệ giới tính đang được thúc đẩy trong tất cả các loại tổ chức và chúng ta với tư cách là một giáo hội chưa nói nhiều về điều đó. Đức Hồng y Fernandez, người đã bị chỉ trích về một loạt tài liệu gây tranh cãi kể từ khi Ngài đảm nhận chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin vào tháng 9, cho biết văn bản sắp tới sẽ cho phép hầu hết những người quan tâm đến công việc của Ngài được thoải mái. Kể từ khi kế nhiệm Đức Hồng y Luis Lazaria làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin chỉ 4 tháng trước, Hồng y Fernandez đã có một khởi đầu đầy biến động trong nhiệm kỳ của mình với các phản ứng ngoại thường. Ngài đã đưa ra câu trả lời cho hai loạt dubia. Một, từ năm Hồng y với năm câu hỏi nhằm tìm kiếm sự làm rõ về Thượng Hội đồng tháng 10 về tính đồng nghị. Các Hồng y đánh giá rằng câu trả lời chưa đầy đủ nên đã gửi lại những thắc mắc mới nhưng vẫn chưa được trả lời. Bản dubia thứ hai của Đức Hồng y Dominic Duca liên quan đến việc rước lễ của những người đã ly hôn sống trong một cuộc hôn nhân mới. Người tiền nhiệm trước đó của Hồng y Fernandez với tư cách là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Hồng y Gerhard Moller đã chỉ trích mạnh mẽ phản ứng của Đức Hồng y Fernandez, bày tỏ sự ngạc nhiên rằng Đức Hồng y Fernandez đã chỉ ra rằng những cặp vợ chồng như vậy nên tự quyết định xem họ có nên rước lễ hay không. Đức Hồng y Fernandez cũng đã đưa ra 4 câu trả lời cho các câu hỏi về giáo lý, tất cả đều gây tranh cãi, ngoại trừ một trong số đó. Vấn đề đầu tiên liên quan đến việc tham gia vào các bí tích rửa tội và hôn nhân của người chuyển giới và người đồng tính luyến ái. Vấn đề thứ hai, tái khẳng định lệnh cấm của giáo hội đối với hội tam điểm và sự không thể hòa giải của nó với đức tin công giáo. Thứ ba là về việc bảo quản tro cốt sau khi hỏa táng. Và điều thứ tư liên quan đến việc tiếp cận bí tích thánh thể cho các bà mẹ đơn thân. Cuối cùng vào ngày 18 tháng 12, Đức Hồng y Fernandez đã ban hành tuyên bố Fiducia Supplicans về việc chúc phúc cho các cặp đồng giới và những người tham gia vào các kết hợp bất hợp pháp, sau khi nó bị từ chối thẳng thừng hoặc đưa ra đánh giá tiêu cực bởi một số lượng đáng kể các Hồng y, giám mục và hội đồng giám mục. Đức Hồng y Fernandez đã xuất bản một tài liệu tiếp theo nhằm giúp làm sáng tỏ tuyên bố. Trong cuộc phỏng vấn với EFE, Đức Hồng y Fernandez cho biết hiện tại Ngài không thấy trước những tài liệu gây tranh cãi như vậy. Tôi phải nói rằng tôi không nghĩ mình sẽ được đưa tin trong tương lai gần, bởi vì trong Thánh Bộ, chúng tôi không thấy trước những chủ đề này có thể gây tranh cãi rất nhiều, giống như những điều vừa qua.
Đức Hồng Y Parolin nhận định Fiducia Supplicans đã chạm đến một điểm rất nhạy cảm. Ký giả Matthew Santucci của thông tấn xã Catholic News, gọi tắt là CNA, có bài tường trình nhan đề. Cardinal Parolin, Fiducia Supplicans has touched a very sensitive point. Nghĩa là, Đức Hồng Y Parolin nhận định Fiducia Supplicans đã chạm đến một điểm rất nhạy cảm. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Tư Vân. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Vatican, đã bình luận về các phản ứng trái ngược đối với tài liệu Fiducia Supplicans trong bối cảnh có phản ứng dữ dội từ các hội đồng giám mục. Tài liệu này đã gây ra những phản ứng rất mạnh mẽ. Điều này có nghĩa là một điểm rất tế nhị, rất nhạy cảm đã bị chạm vào. Sẽ phải điều tra thêm. Đức Hồng Y Parolin cho biết hôm thứ Sáu, trong một hội nghị được tổ chức tại Accademia dei Lincei của Roma, Đức Hồng Y nói tiếp rằng, nếu những men này phục vụ cho việc bước đi theo tin mừng, đưa ra câu trả lời cho ngày hôm nay, thì những men ấy đáng được hoan nghênh. Đồng thời nhắc lại rằng, giáo hội cởi mở và chú ý đến các dấu chỉ của thời đại, nhưng phải trung thành với tin mừng. Khi một nhà báo Ý nói trong câu hỏi tiếp theo, liệu tài liệu có phải là sai sót hay không? Nhà ngoại giao hàng đầu của Vatican trả lời cộc lốc, tôi không tham gia vào những tranh cãi này. Các phản ứng cho chúng tôi biết rằng nó đã chạm đến một điểm rất nhạy cảm. Tài liệu ngày 18 tháng 12 của Bộ Giáo lý Đức Tin đã cho phép các linh mục ban phép lành ngoài phục vụ cho các cặp vợ chồng trong các tình huống bất thường, bao gồm cả các cặp đồng giới, lưu ý rằng tài liệu này mang lại một đóng góp đặc thù và sáng tạo vào ý nghĩa mục vụ của các phép lành, cho phép mở rộng và làm phong phú thêm sự hiểu biết cổ điển về các phép lành. Những gì đã được nói trong tuyên ngôn này về phúc lành cho các cặp đồng tính là đủ để hướng dẫn sự phân định khôn ngoan và mang tính phụ tử của các thừa tác viên được thụ phong về vấn đề này. Do đó, ngoài hướng dẫn được cung cấp ở trên, không nên mong đợi thêm câu trả lời nào về những cách khả thi để điều chỉnh các chi tiết hoặc tính thực tế liên quan đến các phước lành thuộc loại này. Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, nhà lãnh đạo Bộ Giáo lý Đức Tin viết trên Fiducia Supplicans. Tuy nhiên, sau phản ứng dữ dội lan rộng từ các hội đồng giám mục ở Phi Châu và Đông Âu, cũng như những lời tố cáo mạnh mẽ từ các vị giám mục cao cấp của giáo hội, Đức Hồng Y Fernandez đã đưa ra một thông cáo báo chí dài 5 trang vào ngày 4 tháng Giêng để làm rõ về tài liệu, đồng thời viết rằng việc áp dụng nó sẽ phụ thuộc vào bối cảnh địa phương và sự phân định của mỗi giám mục bản quyền với giáo phận của mình. Ở một số nơi, không có khó khăn gì khi áp dụng ngay lập tức, trong khi ở những nơi khác, không cần thiết phải giới thiệu chúng, trong khi vẫn dành thời gian cần thiết để đọc và giải thích. Đức Hồng Y Fernandez nói tiếp trong bức thư. Một trong những tuyên bố mạnh mẽ nhất cho đến nay đến từ Đức Hồng Y Fridolin Ambongo Besungu, Tổng Giám mục Kinshasa và Chủ tịch Hội nghị chuyên đề của các hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar. Trong lá thư ngày 11 tháng Giêng, Đức Hồng Y Besungu nhấn mạnh rằng các giám mục Phi Châu đã tái khẳng định mạnh mẽ sự hiệp thông của họ với Đức Thánh Cha Francisco, nhưng lưu ý rằng Fiducia Supplicans đã gây một làn sóng chấn động và đã gieo rắc những quan niệm sai lầm và tình trạng bất ổn trong tâm trí của nhiều giáo dân, những người thánh hiến và thậm chí cả các mục tử, và đã gây ra những phản ứng mạnh mẽ. Trong bài phát biểu trước các giáo sĩ ở Roma vào ngày 13 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã đưa ra những nhận xét rõ ràng về tài liệu này, nói rằng điều khoản về phép lành cho các cặp đồng tính liên quan đến con người, chứ không phải các kết hiệp. Kết hiệp LGBT thì không. Chúng ta chúc phúc cho mọi người, chứ không phải tội lỗi. Tuy nhiên, nhận xét của Đức Thánh Cha lại cho thấy rằng tuyên ngôn Fiducia Supplicans là hoàn toàn không cần thiết. Từ xưa đến nay, tất cả mọi người đều có thể xin các linh mục chúc lành cho họ, bất kể tình trạng của họ ra sao. Cha Thomas G. Wynandy, giáo sư tiến sĩ và là học giả hàng đầu của dòng anh em hèn mọn, nhận định rằng tuyên ngôn Fiducia Supplicans nói rõ đây là việc ban phép lành cho một cặp. Hai cá nhân không phải là một cặp. Cặp là hai cá nhân cộng với quan hệ của họ. Hai người không có quan hệ, không thể gọi là một cặp. Cho nên, nói chúc phúc cho một cặp mà không hề chúc lành cho quan hệ của họ, không gây ấn tượng rằng giáo hội công nhận hoạt động tình dục của họ là một trò đánh đố.
Tất cả những người có mặt trong những buổi lễ như vậy đều biết chắc chắn rằng những mối quan hệ như vậy có bản chất tình dục. Không ai bị lừa cả. Thật vậy, họ vui mừng vì mối quan hệ tình dục như vậy đang được ban phước. Đó là ý nghĩa của những phước lành này. Không phải việc kiên quan hệ tình dục của họ được ban phước, mà chính là sự đam mê tình dục của họ được chúc lành. Linh mục Alabama bị hoàng tục sau cuộc hôn nhân dân sự với cô gái 18 tuổi. Một cựu linh mục ở Alabama đã chính thức bị khai trừ sau khi từ bỏ nhiệm vụ và kết hôn với một cô gái 18 tuổi. Tổng giáo phận Mobile cho biết như trên khi công bố sắc lệnh của Vatican. Alex Crowe ban đầu bị đình chỉ mục vụ vào tháng 7 sau khi vị linh mục từ bỏ nhiệm vụ của mình trong tổng giáo phận và rời khỏi đất nước cùng một phụ nữ một tháng sau đó khi cô ấy tròn 18 tuổi. Tổng giáo phận đã yêu cầu chính quyền dân sự điều tra vụ việc và văn phòng luật sư quận Mobile không tìm thấy bằng chứng về hành vi sai trái hình sự của Crowe. Được biết, cả hai đã ký giấy ghi danh kết hôn có công chứng ngày 17 tháng 11. Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Sáu, Tổng giáo phận cho biết họ đã nhận được thông báo rằng việc hoàn tục Alex Crowe đã hoàn tất và có hiệu lực ngay lập tức. Ông Crowe từng phục vụ với tư cách là linh mục trong tổng giáo phận, nhưng không còn là thành viên của hàng giáo phẩm nữa. Điều này đã được xác nhận trong một lá thư của Đức Thánh Cha Francisco. Tuyên bố cho biết, tổng giáo phận lưu ý rằng Crowe đã tự mình khởi xướng quá trình này. Trong tuyên bố, Đức Tổng giám mục Thomas Rowdy đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha Francisco về sắc lệnh. Tôi cầu nguyện rằng quyết định này là một cách nữa mà tất cả chúng ta có thể hướng tới hòa bình sau những biến cố đầy những sự kiện đáng lo ngại. Đức cha Rowdy nói thêm, tôi tiếp tục cầu nguyện xin ơn Chúa mang lại sự chữa lành cho tất cả mọi người. Mặc dù không có quyền lực nào trên trái đất có thể xóa bỏ dấu ấn bí tích của việc truyền chức linh mục, nhưng việc tục khóa sẽ tước bỏ tư cách giáo sĩ đối với đương sự. Khi một người mất tư cách giáo sĩ, người đó không còn quyền thi hành thừa tác vụ thánh trong giáo hội, ngoại trừ trong tình huống cực đoan là gặp phải một người đang có nguy cơ tử vong ngay lập tức. Hơn nữa, một người đã mất tư cách giáo sĩ không còn có quyền giáo luật để được giáo hội hỗ trợ tài chính. Trong nhiều trường hợp, một người đàn ông bị hoàng tục cũng được miễn khỏi nghĩa vụ độc thân và được phép kết hôn, nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng, đặc biệt là khi một người nào đó đã vô tình bị loại khỏi hàng giáo sĩ. Tổng giáo phận trong tuyên bố của mình không tiết lộ rõ ràng liệu Crowe có được miễn nghĩa vụ độc thân hay không, mặc dù họ nói rằng với quyết định của Đức Giáo Hoàng, ông không còn bất kỳ đặc quyền hay trách nhiệm nào của chức linh mục. Quyết định này của Đức Thánh Cha Francisco là quyết định cuối cùng, không có kháng cáo, Tổng giáo phận nói. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.